Hoàng Hiếu và Thủy Tiên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 10 phút của Sun & Moon Academy với format song ngữ Anh Việt. Hello, you are tuning in for 10 minute news from Sun & Moon Academy with Thủy Tiên and Hoàng Hiếu. Chương trình được phát định kỳ vào thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube Sun & Moon Entertainment. Bản tin 10 phút sẽ cập nhật đến các bạn những thông tin nóng vừa xảy ra trong các lĩnh vực đời sống dân sinh, giáo dục hướng nghiệp và giải trí. 10 Minute News is broadcast every Thursday on our YouTube channel Sun & Moon Entertainment. We get you updated on breaking news regarding social activities, vocational education and entertainment. Ngay sau đây sẽ là những tin chính có trong bản tin hôm nay. 128 người chết và mất tích, miền Trung lại đón áp thấp nhiệt đới. Hơn 4.000 người không đeo khẩu trang bị phạt. Hỗ trợ sinh viên vùng lũ miền Trung 10 triệu đồng một người. Đào tạo kỹ sư cơ điện tử khóa đầu tiên theo mô hình Nhật Bản. Nhiều nghệ sĩ hướng về miền Trung. Our headline today: 128 dead and missing. Tropical depression about to hit central Vietnam. Over 4,000 non-maskers fined. Students of luxury families supported with 10 million Vietnam dong each. First mechatronic engineering training course following Japanese model. Various artists send thoughts and prayers to central Vietnam. Chiều tối ngày 19 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi các bộ ngành và các tỉnh miền Trung về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 10 đã làm cho 102 người chết, tăng 10 người so với ngày 18 tháng 10. Hiện vẫn còn 26 người đang mất tích. As a consequence, floods and landslides in the central provinces from October 6 to October 19 caused the death of 102 people, an increase of 10 compared to October 18. Still, 26 people are missing. Sau hơn 2 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, có hơn 4.000 người bị phạt với số tiền 816 triệu đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố tiếp tục yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng. Các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Người dân cần phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Chiều tối ngày 19 tháng 10, Bộ Y tế cho biết có thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân cả nước lên 1.140 người tính từ đầu mùa dịch. Trong số này đã có 1.046 người được điều trị khỏi. After more than 2 months, when Ho Chi Minh City applied the penalty for non-maskers in public, over 4,000 people have been fined with a total of 816 million Vietnam dong. The permanent vice chairman of the Peaceful Committee of Ho Chi Minh City said, "The city is continuing to ask people to wear masks upon leaving the house and going to public places. Districts and smaller units are required to strengthen inspection and handle the violators. Citizens need to follow the 5K recommendation during the pandemic prevention, including mask, disinfection, distancing, no gathering, and medical reporting." On the evening of October 19, the Ministry of Health reported there were 6 new cases of COVID-19, adding up to the nationwide patient tally of 1,140 since the outbreak, of which 1,046 people have been cured. Tiếp theo bản tin tuần này là thông tin giáo dục. Thưa quý vị, Trường Đại học Thương mại hỗ trợ mỗi sinh viên của trường có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nơi đang chịu thiệt hại nghiêm trọng vì lũ lụt, số tiền là 10 triệu đồng, giúp sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt. Do diễn biến thời tiết khắc nghiệt, năm nay nhiều trường đại học quyết định sẽ hoãn thời điểm nhập học cho tân sinh viên. Educational News: Thương mại University supports each of its students who have permanent residence in Quảng Bình, Quảng Trị and Thừa Thiên Huế provinces, which are severely damaged by floods, the amount of 10 million Vietnam dong to help students overcome ongoing difficulties. Due to horrendous weather changes, this year many universities decided to postpone the admission time for fresh students. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng khóa đầu tiên đào tạo ngành kỹ thuật cơ điện tử theo mô hình Kosen, Nhật Bản.
174 sinh viên khóa đầu tiên sẽ được đào tạo, trở thành kỹ sư thực hành trong 3 năm, được trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp theo chương trình Nhật Bản. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể học liên thông đại học tại Nhật Bản. Và đây là một trong 3 trường cao đẳng thuộc Bộ Công Thương thực hiện thí điểm mô hình đào tạo này trong giai đoạn năm 2018-2025. Hai trường còn lại là Cao đẳng Công nghiệp Huế và Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại. Ho Chi Minh City Cao thắng Technical College has opened the first training course in mechatronic engineering following the model chosen of Japan. 174 students of the first course will be trained to become practical engineers for 3 years, equipped with the appropriate knowledge, skills, and attitude under the Japanese program. Graduates can also take university transfers in Japan. Có 10 trường đều thu học phí năm 2020-2021 chưa tới 10.000 đô la Mỹ, trong đó rẻ nhất là Đại học Brigham Young, gần 100 triệu đồng. Đại học Brigham Young tại các cơ sở Idaho, Hawaii và Provo lần lượt giữ 3 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng 10 đại học tư thục thu học phí rẻ nhất nước Mỹ. Trong đó, Đại học Brigham Young ở Provo giữ vị trí 80 trên bảng xếp hạng đại học quốc gia tốt nhất nước Mỹ. In the school year 2020-2021, there are 10 schools that collect tuition fees of less than $10,000. The most low score of which is Brigham Young University, with nearly 100 million Vietnam đồng. Brigham Young University at the Idaho, Hawaii, and Provo campuses respectively holds the first 3 places in the list of 10 cheapest private universities in the United States. In particular, Brigham Young University in Provo stands at number 80 on the ranking of the best U.S. national universities. Còn bây giờ là thời lượng dành cho thông tin giải trí. Thưa quý vị, những ngày qua thì Thủy Tiên tiếp tục đi cứu trợ ở Thừa Thiên Huế, còn Mỹ Tâm có tổ chức trao quà ở Quảng Nam, Trấn Thành, Lý Hải, Minh Hà, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Mỹ Lệ, Tiến Luật đã quyên góp được từ hàng trăm triệu cho tới hàng tỷ đồng. Cùng hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt thì các nghệ sĩ đang có những hành động thiết thực. Các nghệ sĩ vẫn tiếp tục tổ chức các đêm nhạc gây quỹ để giúp đông đảo đồng bào miền Trung. Entertainment News. In recent days, Thủy Tiên continued to provide relief aid in Thừa Thiên Huế while Mỹ Tâm organized the gift-giving ceremony in Quảng Nam. Trấn Thành, Lý Hải Minh Hà, Kỳ Duyên Minh Triệu, Mỹ Lệ Tiến Luật and other artists have fundraised billions Vietnam đồng. Many artists are taking practical action to lend a helping hand to flood-stricken communities. They also continue to organize fundraising music nights to help the people of Central Vietnam. Chương trình Không Khóc là phiên bản giới hạn của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, phát lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần từ ngày 19 tháng 10 trên ứng dụng Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly và các mạng xã hội khác. Không Khóc sẽ có những khách mời đặc biệt đồng hành. Họ sẽ xem, trải nghiệm những câu chuyện hay nhất trong suốt 13 năm hành trình để họ có thể thể hiện được những cảm xúc, câu chuyện mà chưa từng kể của cá nhân họ. Từ đó thì truyền tải những thông điệp tích cực đến cộng đồng. The Không Khóc Show is a limited version of Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, broadcast at 8 p.m. every Monday from October 19 on the Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly app and other social networks. The guests, mainly artists, will watch and experience the best stories during their 13-year journey so that they can bear their souls about the stories never been told before and spread positive messages to the community. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 10 phút của Sun & Moon Academy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm hàng tuần và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Sun & Moon Entertainment cũng như follow trang Facebook Sun & Moon Academy để cập nhật những nội dung mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. That just wrapped up today's 10 minutes news from Sun & Moon Academy. See you every Thursday and don't forget to hit the subscribe button to our YouTube channel Sun & Moon Entertainment. And also follow our Facebook page, Sun & Moon Academy, to catch up on the latest news. Thank you for watching, and goodbye for now. Em có thấy anh đảo không? Hả? Trong đó thì Đại học Brigham Young ở Provo giữ vị trí 80 trên bảng xếp hạng 50 quốc gia tốt nhất nước Mỹ.
bảng xếp hạng đại học. Em lấy sai. Rồi chị chưa kịp chứ. Ok. Sun and Moon Academy, speak to shine.